Xuân Thủy xin mến chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Hiện tại Xuân Thủy đang có mặt tại giáo xứ Tân Châu, giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Giáo xứ Tân Châu tuần này là mừng đại lễ tuần châu lượt thay mặt giáo phận. Thủy rất vui mừng được về đây trước những ngày đại lễ, thì gửi cho các bạn xem những hình ảnh nhà thờ của thánh đường giáo xứ Tân Châu rất là đẹp quý vị ạ. Đây là hai lăng mộ của thầy Austin Novak và thầy Giuse Minh đã ăn nghỉ nơi đây. Quý vị thấy cởi quạt, tất cả cái giáo xứ Tân Châu cũng đang trang trí và chuẩn bị để mừng đại lễ tuần châu lượt. Ở dưới này là vùng ven biển của huyện Tiền Hải nên là gió ở dưới này rất là to quý vị ạ. Thủy quay thì có nói thì nó hơi khó nghe tí, nhưng rất mong quý vị thông cảm nhé. Mình nghe nói là nhà thờ đây xây dựng trong vòng hơn 1 năm là cắt băng khánh thành xong quý vị ạ. Đây quý vị thấy đằng trước cũng như là cuối nhà thờ đây là cờ được trang trí rất là đẹp quý vị này. Thì sẽ tiến lại gần cuối nhà thờ thì quay cho các bạn nhé. Tại sao Thủy lại không quay từ cuối nhà thờ lên? Tại vì Thủy đi thì đúng vào cái giấc này nó là gần về chiều nên là mặt trời nó chiếu rọi nên là nó rất là lóa, nên là Thủy phải đi xuôi mặt trời để quay cho quý vị, để quý vị hình dung rõ hơn. Nhà thờ cũng như là khuôn viên khu vực cuối rất là rộng quý vị. Giáo xứ Tân Châu, giáo phận Thái Bình. Đây là một đài Đức Mẹ quý vị ơi, đài Đức Mẹ, đài Đức Mẹ rất là đẹp. Thì sẽ tiến gần sát vào chân mẹ để quay cho các bạn xem nhé. Đây quý vị thấy khu đằng trước thì chỉ tay đây là vùng biển, ven biển, người ta nuôi tôm với nuôi cá, bên nuôi hải sản rất là nhiều nên là khu vực ngoài này gió rất là to luôn quý vị ạ. Đây cờ đã được trang trí ở khu vực cuối nhà thờ, khu vực ở ngoài đường và đổ vào trong nhà thờ rất là nhiều cờ đẹp. Đây là cổng chính vào nhà thờ quý vị nhé, cổng chính vào trong nhà thờ. Đó thì nhìn đấy, thì chiếu cho các bạn xem mặt trời nó ở hướng này nên là nó hơi ngược ánh sáng nên là nó hơi tối, quý vị thông cảm. Tí nữa Thủy sẽ sang khu vực bên cánh phải thì quay cho các bạn. Bây giờ thì mời các bạn đi dạo quanh một vòng nhé. Nếu mà được phép thì tí Thủy xin phép xem có được vào bên trong nhà thờ không. Nếu vào bên trong nhà thờ thì sẽ quay cho các bạn xem. Thì sẽ sang bên khán đài cũng như là đài ông Thánh Giuse. Thì chỉ cũng vừa rồi gặp một bà ở gần đây, bà có nói là giáo xứ Tân Châu thì được khoảng gần 1.000 nhân danh quý vị ạ. Số giáo dân cũng không đông quá mà cũng không ít, nhưng mà giáo dân rất là đoàn kết. Quý vị thấy một nhà thờ rất là rộng này,
và khuôn viên rất là rộng lớn, nhà thờ rất là to. Và nhà thờ này có biệt danh là xây rất là nhanh. Chỉ thấy nói là xây trong vòng hơn một năm là đã xong rồi quý vị ạ. Thì sẽ tiến lại gần cuối nhà thờ thì quay cho các bạn nhé. Đó, bây giờ hết cái khuất được mặt trời nên là quý vị nhìn thấy khu vực cuối nhà thờ rõ hơn. Rất là đẹp. Giáo sứ Tân Châu. Đây sẽ là cái bảng ghi kỷ niệm đây. Kỷ niệm năm 1932 đón nhận tin mừng. Vào năm 1948 xây dựng nhà thờ, nhận Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu làm quan thầy. Năm 1978 xây dựng lại nhà thờ và năm 1990 xây và nâng cấp nhà thờ. Năm ngày 29 tháng 4 năm 2016, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ làm phép và làm đạo bản phiên đá xây dựng nhà thờ. Quý vị thấy nhá. Và long trọng đặt viên đá xây dựng này. Tổng diện tích đất nhà thờ là 7.250 m², chiều dài nhà thờ là 45 m, chiều ngang nhà thờ là 20 m và chiều cao tháp chuông 35 m quý vị ạ. Rất là lớn. Đây. Ở bên này là một cái bảng kỷ niệm cung hiến thánh đường Thánh Teresa Hài Đồng, giáo xứ Tân Châu, giáo phận Thái Bình do Đức cha giám mục giáo phận Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình long trọng cử hành ngày 1 tháng 11 năm 2016 để ghi nhớ một đời. Và là tuần tới này là giáo xứ Tân Châu thay mặt giáo phận mừng đại lễ tuần châu lượt. Xây trong vòng hơn một năm là đã xong rồi quý vị ạ. Đây khu vực cuối nhà thờ đấy quý vị nhé. Bên trên có bức ảnh tượng Chúa Giêsu cầu nguyện. Đây là cửa chính vào trong nhà thờ. Sứ Tân Châu rất là đẹp quý vị ạ. Giờ Thủy sẽ mời quý vị đi tham quan bên hành lang cánh phải nhé. Thì hơi bị chói đấy quý vị ạ, nên là quý vị nhìn nó hơi tối. Điều vui cái là bên này thì ít gió hơn, thì nói chuyện với quý vị thì nó rẽ hơn chút xíu.
đây có hàng cây hoa giấy, bên hành lang rước kiệu rất là rộng. Nhà thờ rất là đẹp, sơn màu xanh lam rất là đẹp luôn. Chung quý vị nhé, giáo xứ Tân Châu. Khu bên cuối rất là rộng và đẹp. Nơi đây mình rất thấy là nó rất là thoáng mát. Tuy thời tiết của mùa hè rất nắng nhưng mà đây rất là mát. Đây có hai tháp chuông thì ở hai bên quý vị nhé. Đây quý vị thấy nhìn đi, rất là rộng luôn. Bây giờ thì sẽ sang đi qua hành lang bên tay phải, gửi tới cho các bạn những hình ảnh nhé, để rồi thì rất là đẹp quý vị nhé. Thank you.
Hiện tại thì đang có mặt tại bên trong nhà thờ. Bên trong nhà thờ đóng cửa rất là tối, thì cố gắng để quay cho các bạn những hình ảnh đẹp nhất. Rất mong quý vị cùng theo dõi. Đây là bên trong nhà thờ giáo xứ Tân Châu, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Thủy chia sẻ cho quý vị những hình ảnh ở bên trong nhà thờ nhé. Nhà thờ rất là rộng và đẹp. Nhà thờ đây quý vị thấy là xây trong vòng hơn một năm là đã xong rồi. Nhà thờ rất là đẹp luôn quý vị ạ. Tại hiện tại bây giờ đang vào lúc 4 giờ chiều nên là không có giờ kinh, giờ lễ gì. Nên là thì xin phép bác coi nhà thờ thì quay cho các bạn xem. Nên là cửa nên là đóng rồi nè. Nên là ánh sáng hơi tối. Quý vị thấy rất là đẹp. Vậy là quý vị đã hình dung được ngôi nhà thờ thánh đường của giáo xứ Tân Châu. Nhà thờ thì chỉ có hai hàng ghế thôi quý vị nhé, và không có cột ở giữa, ở hai bên chỉ có hai bức tường thôi. Nên là nhà thờ thiết kế rất là rộng, hành lang đi rất là rộng luôn. Thì sẽ tiến lên bên trên cung dân thánh thì quay lần nữa gửi tới cho các bạn, rồi thì xin phép thì ra bên ngoài quý vị cùng đón xem. Xin quý vị thương thủy hãy đăng ký kênh ủng hộ thủy nhá. Quý vị có xin khấn gì không nhỉ? Xin quý vị cùng nguyện xin Thiên Chúa ban chúc lành cho tất cả mọi người. Xin chúc tất cả các bạn được nhiều hồng ân của Chúa và Mẹ Maria. Và bây giờ thì xin phép thì ra về. Tạ ơn Thiên Chúa. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Đấy, bên ngoài thì quý vị thấy là rất là sáng trong tối nên là đóng hết cửa đấy. Thì sẽ lấy xe máy thì đi quay một vòng ở nhà thờ nữa, là thì xin phép thì dừng video.
Thank you.